Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Thưa quý vị và các bạn, hồi 10 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 10 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 21,5 độ vĩ tuyến, phía đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 26 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía đông tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,5 đến 5 m, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 8 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Tiếp theo là tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao, nên ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Riêng khu vực Hà Nội, ngày hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến từ ngày 7 tháng 8. Từ ngày 8 tháng 8, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Còn ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng: do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh,
nên có nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, nên bà con cần hết sức chú ý ở những khu vực này. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là phần dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng vùng biển phía Bắc có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.